kiểu nó không có phải là điểm chín mấy á. Rồi bây giờ mình sẽ tô nhé. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng màu xanh này, mình tô cho những cái vằn trên cái lưng của nó trước. Mai giờ bảo thì điện anh Phương đi. Trước sau gì cũng phải về thôi. Nhưng mà tôi chỉ sợ là đừng có mà hả lu bu quá rồi cái bắt đầu quạ quọ cái cãi lộn, tôi chỉ không sợ vậy thôi. Còn công việc thì làm thì từ từ cũng xong chứ. Mình sẽ tô cái bụng dưới nè. Thì cái bụng dưới này mình sẽ sử dụng màu đỏ nhé. Đỏ mình tô. Vũ chưa gửi kịch bản ha. Nào gửi thì đưa cho em đó. Tiếng thôi là như vậy. Tên quả lắm mà đó nha. Mấy hôm rồi. Mấy hôm vậy? Bữa mới ơi, mấy hôm sọc em. Mấy hôm rồi. Được mấy hôm vậy? Không, xong đi. Không. Không không? Không. Không không? Không ha. Không phải. Không rồi không. Chân bên đây và cái phần đuôi nữa là xong. Em ơi, em nghĩ anh đang mèo cho kia tiếng nữa không? Nên
thấy im lặng nghe nói lỡ gậy rồi biết mình mail cơ tiếng một cái tại sáng nhìn mail có hai ba cái rồi thôi chưa trả lời không mail cái này nữa thôi à. Ừ, cái này nó không trả lời nữa thì thôi. Rồi tiếp theo thì mình sẽ sử dụng màu nose để mình tô cái thân cây nhé. Bây giờ mình nói là em chờ chắc em bây giờ mình nói mình chờ lên tiếng rồi xong rồi chưa lên tiếng thì mình làm công quá định nghĩ như bây giờ chút nó sức khỏe cái thứ thôi rồi xin nó khi mình gãy nữa còn nghĩ lên xin không phải là nhảy thì mình gãy rồi mới làm nhảy thì mình gãy thì mình làm được rồi đúng không? Đúng rồi. Ừ, thì mình làm thôi vậy là có xin nè. Ừ, có xin thôi nhảy mình gãy gì nói chung là miễn nó giải gãy cho mình là nó đang chấp nhận cho mình làm rồi đó. Rồi tiếp theo mình sẽ to tới cây bên đây một người nhé. Và tiếp theo sẽ là những cái bụi cây ở dưới đây đó. Tiếp theo thì những cái cây chỗ này đây mình sẽ tô màu xanh này. Ok, thì video của mình là kết thúc.